ngợi, suy tôn Chúa. Tại nơi sâu kín và tại nơi tĩnh mịch, nơi yên tĩnh ngài đang có mặt. Tại nơi sâu kín và giờ yên tĩnh, Chúa ơi con chờ, nóng trong mong hoài, vì con cố gặp không biết ngài. In the secret, in the quiet way, in the stillness you are there. In the quiet hour I wait, only for you, Lord, you know you are. I want to know you, I want to hear your voice, I want to know you sâu kín và tại nơi thank you.
Thank you.
Hôm nói ta đang giảng một cái điểm rất là quan trọng. Tại sao ngươi cắt ngang cái bài giảng của ta? Chúa cũng không nói như thế nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu nói như thế nào? Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 2 nói như thế này: người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm ở trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: hỡi con, hãy vững lòng. An tâm con, vững lòng, bình an. Điều đầu tiên Chúa nói với cái người bại này rằng: Chúa lấy đi cái lo sợ của anh ta trước, an tâm, đừng có sợ. Con không có làm phiền ta buổi sáng hôm nay đâu. Ta không có bực dọc vì cái chuyện của con đang nằm ngay ở phía trước mặt của ta, trước mặt nhiều người làm xáo trộn cái buổi nhóm hôm nay đâu. Và quý vị biết tại sao Chúa lấy khỏi cái nỗi lo âu sợ hãi của cái anh bại này? Tại vì Chúa quan tâm đến, Chúa biết là ảnh rất là lo sợ. Quý vị biết rằng Chúa quan tâm đến những cái nỗi lo sợ của quý vị không?
Buổi sáng hôm nay quý vị đang lo lắng cái chuyện gì? Đang lo âu một cái chuyện gì? Có lẽ có nhiều người đang nản lòng. Chúa quan tâm đến những cái nản lòng của quý vị đang nặng gánh đó. Có lẽ nhiều người đang cô đơn. Chúa quan tâm, biết rất rõ cái nỗi cô đơn của quý vị buổi sáng hôm nay. Có nhiều người đang lo lắng về tương lai. Chúa quan tâm đến mỗi quý vị đang lo lắng về tương lai buổi sáng hôm nay. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng có 365 lần Chúa nói rằng cái câu đừng sợ. Tôi nghĩ rằng mỗi một ngày chúng ta, Chúa cho mình một câu đủ cho một ngày. Đừng có sợ, an tâm, bình an, vững lòng. Nếu mà quý vị nghiên cứu cuộc đời của Chúa Giê-xu, khi Chúa chức vụ Chúa trên trần gian này, khi Chúa nói chuyện với nhiều người, thì lúc nào cái câu đó Chúa dùng rất là nhiều lần. Đừng sợ, an tâm, bình an, vững lòng. Đừng có sợ. Thank you.
từ thành bình vô có thành tối thiện gì đó. Món cái vui như mình biết cái gì bắt đầu từ thành từ tạo từ trở nên không phải những cái gì muốn chào không phải là muốn cái gì cũng phải muốn cái gì cũng muốn cái gì mà là mua thôi chẳng có cái gì đâu. Thank you.
không phải là một người mà anh cũng không phải là một người bất cứ khi nào mà chúng ta chỉ là từ chúng ta giải quyết từ bên trong thôi, muốn giải quyết vấn đề từ bên trong thì nhất là từ bên trong. Cái người đó chắc chắn không phải là người tâm lý không có cảm nhận gì, và làm sao để chúng ta có thể tâm lý một cái người nào đó mà không biết chúng ta tâm lý chúng ta đang bắt chước từ đâu? Thank you.
Thank you.
Thank you.
tôi đưa mình đánh tiền giảm